Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, chúng ta cũng đã biết được một linh hồn có một hoàn cảnh rất là đáng thương mọi người. Linh hồn này là ngày trước khi mà mình đi truy tìm mộ quan ở phía sau chùa, mình đã tìm được ngôi mộ của linh hồn này. Cho tới ngày ở video lần trước thì mình mới biết được hình dạng của linh hồn này như thế nào. Mọi người xem qua rồi, mọi người cũng biết là linh hồn này khi còn sống bị tật nguyền. Lưng của linh hồn này gù lên, mà mọi người nhìn thấy cái cơ thể của linh hồn này rất là gầy mọi người. Và sau khi trò chuyện với linh hồn này và biết được câu chuyện và cũng như là lý do tại sao linh hồn này chết, và cũng như là tại sao linh hồn này lại không đi đầu thai siêu thoát được. Khi mà nghe xong câu chuyện đó, thật sự trong lòng của mình rất rất là nghẹn ngào mọi người. Và mình nghĩ là không chỉ riêng mình đâu, mà mọi người khi mà nghe câu chuyện của linh hồn này rồi cũng không tránh khỏi xót xa. Cũng như những gì mà mình đã hứa với linh hồn đó, thì ngày hôm nay mình có chuẩn bị một mâm của lễ để có thể cúng cho các vong linh ở bên trong ngôi chùa, và đặc biệt chính là linh hồn lần trước mình đã giao tiếp mọi người. Có một điều rất rất là kỳ lạ ngày hôm nay là mình không cảm nhận được ông Lũ và ông Lèo ở bên trong am thờ mọi người ạ. Anh Lũ có việc phải đi rồi con à. Tạm thời anh ấy không có ở chùa. Uầy. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Do là ngày hôm nay con có chuẩn bị một cái buổi lễ cúng cho toàn bộ những linh hồn bên trong chùa á thầy. Ôi, con quên nói trước với ông Lũ với ông Lèo ta. Hay là bây giờ như vậy đi. Con sẽ chuẩn bị thêm, con sẽ tách riêng ra làm hai mâm cúng. Con sẽ đặt ở bên trong bài vị của ông Lũ để chừa lại cho ông Lũ với ông Lèo. Có gì ông Lũ với ông Lèo về thầy nhắn gửi lại cho hai ông ấy giúp con ạ. Được rồi con à. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều. Một chút nữa con thực hiện nghi thức xong, con sẽ mời thầy ra ngoài sảnh để hưởng những của lễ nha thầy. Được rồi. Thầy cảm ơn con nhiều nghe. Dạ, không có gì đâu thầy ơi. Con chào thầy ạ. Ok mọi người, thì buổi tối ngày hôm nay mình cũng đã có chuẩn bị một cái mâm của lễ để có thể cúng, và cũng như là mình muốn trao đổi thêm với lại linh hồn lần trước mà mình đã nói chuyện mọi người. Do là mình không có biết tên linh hồn đó là gì, mình có hỏi linh hồn đó là linh hồn tên gì, thì linh hồn có nói với mình là dạ từ nhỏ tới lớn những người trong làng á kêu em là thằng gù không à, chứ em không có tên, do là mồ côi cha mẹ từ nhỏ cho nên là không có ai đặt tên hết. Thì trong buổi tối ngày hôm nay mình sẽ nhờ thầy Hùng có thể đặt tên cho linh hồn đó, và cũng như là mình muốn hỏi linh hồn để xem là có còn tâm nguyện gì chưa làm được trước khi mình tìm cách để có thể giúp cho linh hồn đó đi về địa ngục chờ ngày đầu thai siêu thoát hay không. Và video tối như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đi ra sảnh cùng với mình nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Mọi người có thể thấy là trước mặt mình đây có một mâm của lễ mình đã chuẩn bị để mà có thể cúng cho linh hồn đó và cũng như là thầy Hùng mọi người. Đáng lý ra là sẽ có mặt của ông Lũ và ông Lèo đó mọi người, nhưng do là ông Lũ với ông Lèo không có ở chùa cho nên là mình đã chuẩn bị riêng một bàn ở bên trong am thờ để có thể cúng cho ông Lũ và cũng như là ông Lèo rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay nhé. Xin phép tất cả mọi người ạ.
cũng như những gì mà mình đã hứa với lại linh hồn đó mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Xíu nữa khi mà linh hồn đó ra, mình sẵn tiện sẽ hỏi linh hồn đó xem là linh hồn đó có còn tâm nguyện gì hay không, để mà mình với lại thầy Hùng có thể giúp được cho linh hồn đó mọi người. Bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương, dễ linh phụ để có thể kích hoạt cho nghi thức nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện làm phép đèn lưu ly nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở con mắt âm dương nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức cầu hồn để có thể thực hiện mời thầy hồn ra sảnh nha mọi người nha. Thank you.
Dạ, con xin chào thầy ạ. Dạ, ngày hôm nay con mạo muội mời thầy ra đây. Con có chuẩn bị ở đây một số của lễ, chay có, mặn có. Con rất mong thầy tham gia và cũng như là hưởng những của lễ này của con và mọi người đã chuẩn bị cho thầy và cũng như là linh hồn kia. Dạ không có gì đâu thầy ơi. Thật sự là trong buổi gặp mặt vừa rồi, sau khi con nghe về mọi chuyện của linh hồn đó, con cảm thấy xót xa quá thầy ạ. Dạ, con mong thầy có thể giúp con mời linh hồn nó ra đây để mà có thể hưởng của lễ cùng với thầy có được không thầy? Dạ, tất cả nhờ vào thầy ạ. Em chào anh. Con chào chú. Tôi xin chào linh hồn nhé. Cũng như lần trước, tôi có hứa với linh hồn là khi qua đây, tôi và mọi người có chuẩn bị một mâm của lễ cúng này để có thể cúng cho thầy Hùng và cũng như là linh hồn. Tôi rất mong linh hồn hưởng những của lễ này như tấm lòng của tôi và tất cả mọi người dành cho linh hồn nhé. Em cảm ơn anh nhiều lắm anh ơi. Em chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy luôn. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Tôi mời linh hồn hưởng nhân của lễ này nhé. Dạ, con xin mời thầy ạ. Ở đây có cả món chay lẫn món mặn. Linh hồn và thầy ăn được món gì? Xin mời hai người cứ hưởng nhé. Thật sự khi nghe câu chuyện của linh hồn, tôi cảm thấy rất là xót xa cho số phận của linh hồn. Em không có ngờ em gặp được người tốt giống như anh luôn. Em cảm ơn anh. Không phải ai cũng xấu đâu, do là linh hồn chưa gặp được họ thôi. Thật sự không chỉ riêng tôi, còn có rất nhiều người rất rất là thương linh hồn luôn. Dạ, em biết ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Dạ thầy ơi, con có điều này, con rất rất mong thầy giúp đỡ ạ. Dạ, do là linh hồn này thầy cũng biết là linh hồn này không có tên tuổi, cho nên là con muốn thầy giúp cho linh hồn này, đặt cho linh hồn này một cái tên. Con rất mong thầy giúp đỡ cho linh hồn này ạ. Sẽ đặt tên con là
con. Từ nay con sẽ tên là Nguyễn An Cường. Con nhớ chưa? Dạ, con mừng quá chú ơi. Con cảm ơn chú nhiều lắm nha chú. Như vậy là tốt quá rồi. Con cảm ơn thầy ạ. Linh hồn có còn tâm nguyện gì muốn thực hiện trước khi đi đầu thai siêu thoát không? Dạ, gặp được người tốt như anh với chú là niềm vui lớn nhất của em rồi. Em không còn tâm nguyện gì nữa anh ơi. Vậy là tốt rồi. Thầy ơi, mình có cách nào có thể nhờ hai vị hắc bạch vô thường có thể giúp cho linh hồn này được về địa ngục không thầy? Thầy có gì sẽ về địa ngục một chuyến, nên thầy sẽ dẫn nó đi cùng với thầy luôn. Như vậy là tốt quá rồi. Có thầy hồn đi chung với linh hồn, thật sự tôi cũng rất là yên tâm. Linh hồn nhớ tên mình chứ? Dạ, em nhớ anh ơi. Con nè, con hưởng xong chưa? Dạ, xong rồi chú ơi. Vậy bây giờ con đi với chú nghe. Dạ. Bây giờ chú sẽ dẫn con đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em mong sau này có cơ hội sẽ đền đáp lại ân tình này của anh. Em đi nghe anh. Không cần phải báo đáp của anh đâu. Anh chỉ mong là kiếp sau em sẽ luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được đầy đủ mọi thứ mà em đã từng thiếu. Anh rất mong ơn trên sẽ luôn luôn soi sáng tâm hồn của em để có thể bù đắp lại cho em những gì em đã mất mát trong kiếp này. Dạ, em chào anh. Em đi đây. Anh chào em nha. Dạ, con chào thầy ạ. Có thầy Hùng đi cùng với lại linh hồn đó là mình yên tâm rồi mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Cuối cùng chúng ta cũng đã có thể giúp cho em ấy những gì mà chúng ta có thể rồi mọi người. Mình mong đây sẽ là một món quà mà mình và tất cả mọi người đã dành tặng cho em ấy. Chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.